Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may một bộ đồ mặc nhà dạng áo dây, quần đùi có phần xè nhúm eo rất là dễ thương. Phần rập của mẫu này mình có bán sẵn từ size XS đến size 3XL. Bạn nào muốn mua phần rập có sẵn thì có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc là qua Zalo. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video. Hoặc là các bạn cũng có thể vẽ rập theo hướng dẫn trong video này. Bây giờ mình sẽ đi phần vẽ rập. Để vẽ phần rập này thì mình sẽ phát triển từ phần rập áo dây cơ bản. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại ở trong video hướng dẫn thiết kế một số mẫu áo 2 dây thông dụng, video 060 của mình nha. Là mình đã có một cái phần rập cơ bản của thân trước và thân sau như thế này. Với công thức mới thì mình chỉ có cập nhật một chút xíu là với cái phần bên sườn thì các bạn sẽ thay đổi theo số đo của vòng ngực. Phần bên sườn này mình sẽ lấy là bằng số đo vòng ngực và chia 20 cho cái phần bên sườn này. Ví dụ cho phần vòng ngực là 86, các bạn sẽ chia 20 được phần bên sườn này là 4.3 cm, là độ rộng của phần bên sườn. Thì khi mình mặc cái phần áo này nó sẽ ôm lấy phần ngực hơn. Về cơ bản thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều ở phía trên ha. Phần áo này thì phần bảng dây khá là rộng, vừa tạo cảm giác mát mẻ mà cũng cho mình cảm giác kín đáo, không bị cảm giác hở quá. Thì phần dây này mình sẽ có thể lấy từ 3.5 đến 4 cm. Thì để vẽ phần dây này, các bạn sẽ lấy từ phần ngang vai, các bạn sẽ chia làm hai. Trên cái phần bảng vai con này các bạn chia làm hai và chia qua hai bên. Ví dụ phần vai các bạn muốn phần dây là 4 cm thì các bạn sẽ chia qua mỗi bên là 2 cm, sẽ cho tổng phần này là 4 cm. Sau đó các bạn sẽ vẽ vuông góc với lại phần vai con. Và từ đây mình sẽ tính theo cái phần các bạn muốn làm cái phần dây của mình phía dưới, tùy các bạn muốn làm bao nhiêu ha. Từ đây mình sẽ vẽ theo vòng nách mới. Phần cổ này để tạo điểm nhấn, và nếu như mà các bạn nào muốn mặc ô mình có thể làm một cái xẻ trụ ở đây. Thì phần xẻ trụ này mình sẽ lấy từ phần ngang ngực xuống, hoặc là các bạn thích kín hơn thì mình sẽ cho trên phần ngang ngực khoảng 2-3 cm, cho phần cổ của mình kín hơn. Và phần xẻ trụ thì sẽ khoảng 3 cm, tức là một nửa phần rập này sẽ là 1.5 cm. Sau các bạn cũng hạ eo thông thường. Và vì phần áo này sẽ có một cái phần xè nhún eo ở giữa mình rã ra, thì độ nhún eo thì mình sẽ thấp hơn phần hạ eo khoảng 2-3 cm. Phần này mình sẽ bắt đầu mình xẻ ra. Để biết độ xẻ này bao nhiêu thì các bạn có thể lấy một nửa của phần thân áo ngay cái phần hạ eo này nha. Độ rộng của cái phần xẻ này mình sẽ lấy là bằng một nửa của phần eo này, tức là các bạn sẽ đo chiều dài này và các bạn chia hai được một nửa, mình sẽ nhúng từ phần này. Phần chính giữa vẫn là đường gấp đôi. Phần này là phần xẻ trụ ha. Sau đó để biết cái phần độ nhún ngang eo này thì các bạn sẽ tùy theo các bạn muốn nhún bao nhiêu. Mình sẽ lấy thêm độ nhún này khoảng 7-8 cm nha. Bạn nào muốn nhún nhiều thì có thể tăng lên tới 10 cm, tùy theo chất liệu vải. Khoảng cách chính giữa cho hai cái phần độ nhún này thì mình sẽ lấy ra một khoảng cách khoảng 1.5 cm ha. Sau đó các bạn sẽ vẽ ra. Ở phía cuối này thì các bạn sẽ vẽ hơi thẳng ra như thế này. Và vẫn tiếp tục đánh xéo xuống. Sau đó để biết được cái độ xéo, độ dài sau khi mình rã ra bao nhiêu thì các bạn sẽ đo cái phần này, đo cái phần eo trước khi mình rã ra nè là bao nhiêu. Từ cái phần điểm hạ eo mình đo xuống ha. Và thường nó sẽ dài hơn so với lúc đầu mình ban tính ha.
Sau đó các bạn vẽ thẳng qua đây. Đây được cái phần thân trước như thế này, rất là đơn giản. Đường này sẽ là đường gấp đôi thân trước. Tiếp theo mình sẽ vẽ phần thân sau. Thân sau thì các bạn vẫn lấy cái phần dây này bằng với lại phần thân trước. Thân trước các bạn lấy phần dây áo bao nhiêu, thân sau các bạn cũng lấy như vậy ha. Và tương tự các bạn cũng chia đôi cái phần vai con này ra. Lấy ra mỗi bên độ rộng của các bạn mong muốn, từ 3.5 đến 4cm cho cái phần dây này. Sau đó tiếp tục vẽ vuông góc xuống. Thân sau nếu bạn nào muốn mặc kính đá thì mình cho cái phần dây này ngắn thôi. Và vẽ lại phần nách áo. Sau đó để vẽ phần sườn thì các bạn sẽ đo phần sườn thân trước ha. Các bạn sẽ đo từ phía dưới này, các bạn đo lên. Đo tới điểm cuối của phần bên thì các bạn sẽ bỏ phần bên này, mình không có đo mà mình sẽ đo tiếp tục phía trên để hai phần sườn mình ráp vào là nó khớp với nhau. Như vậy phần eo của thân sau nó sẽ từ đây, và tương tự mình cũng sẽ lấy một nửa của phần thân sau. Các bạn cũng lấy độ xòe bằng với lại phần thân trước. Thân trước các bạn ra bao nhiêu, thân sau các bạn cũng ra chừng đó. Và để biết độ dài này thì các bạn nên đo phần thân trước ha, cho hai bên là bằng nhau. Đây, thân sau đường này cũng là đường gấp đôi. Được cái phần rập như thế này. Với phần nách này thì các bạn có thể là các bạn may viền, hoặc là các bạn có thể là mình may đáp cổ. Đây mình sẽ may đáp cổ ha, thì các bạn sẽ vẽ cái phần đáp. Từ phần ngang nách này các bạn lấy xuống khoảng 4 đến 5 cm, và các bạn vẽ phần đáp cổ hơi lượn cong như thế này. Lưu ý là phần đáp này thì sẽ sau khi các bạn đóng cái phần bên này thì mình vẽ phần đáp dễ hơn, nên là mình sẽ cắt rời ra, sau đó mình mới đi vẽ cái phần đáp này. Ngay sau khi cắt rời ra mình được phần thân trước và thân sau. Thân sau mình đã có một cái phần đáp cổ như thế này. Thân trước thì các bạn nên đóng phần bên rồi các bạn mới sang phần đáp cổ ha. Đây các bạn đưa hai điểm này trùng với nhau, đóng cái phần bên sườn lại. Thì các bạn thấy là cái phần sườn của mình nó sẽ liền mạch với nhau như thế này. Nếu như các bạn không đóng phần bên sườn, các bạn để như thế này thì các bạn vẽ phần đáp nó sẽ bị dư phần đáp nha. Ngoài ra nếu bạn nào mà may vải không coi giãn thì các bạn có thể làm thêm một cái phần bên hay phần nách này nữa cho cái phần cổ mình được êm hơn. Phần bên này có thể từ 0.5 đến 0.7 cm. Và các bạn cũng đóng luôn phần bên này. Đó mình sẽ sang để mình được cái phần đáp của phần cổ. Và các bạn có thể cắt rời cái phần này ra. Phần dây này các bạn có thể dán lại để mình biết được cái chiều dài của phần dây. Hoặc là các bạn cũng có thể chỉ cần mình đo cái chiều dài này thôi và mình cắt qua một cái phần rập khác. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần vẽ rập của phần rập áo. Phần rập quần thì mình đã hướng dẫn trong video hướng dẫn vẽ rập bộ mặt nhà cơ bản rồi. Các bạn có thể tham khảo trong video này để vẽ phần rập quần nha. Sau khi đã có được phần rập giấy thì các bạn sẽ sang dấu rập và cắt trên vải. Thân trước các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại, đặt đường này trùng với đường gấp đôi và sang dấu rập trừ mỗi phần là 1cm đường may. Lưu ý là phần thân trước sẽ có một cái phần bên sườn thì các bạn nhớ là mình sẽ sang dấu rập trước khi các bạn gọt cái phần bên sườn ra. Sau đó thì các bạn mới cắt cái phần rập, phần bên sườn để mình sang dấu rập như thế này. Nếu không các bạn cắt trước cái phần bên thì mình sang dấu nó sẽ bị thiếu cái phần này nha. Tương tự thân sau các bạn cũng cắt
trừ mỗi phần là 1cm đường may, đường giữa là đường gấp đôi. Đây là phần đáp cổ thân sau, cũng đường này là đường gấp đôi. Phần đáp cổ thân trước thì mình sẽ cắt là hai mảnh. Đây là phần bổ trụ áo, phần trụ này thì cũng mang tính chất là mình trang trí thôi, bạn nào không muốn may vẫn được nha. Và đây là hai phần dây áo phía trên, các bạn cũng cắt chừa 1cm chung quanh. Đây là phần quần, phần quần thì các bạn cũng sang dấu rập chừa mỗi phần là 1cm đường may. Thân sau, thân trước hai mảnh, phần đáp túi hai mảnh, phần lót túi hai mảnh. Và phần này là phần lưng cạp, lưng rời. Phần này thì các bạn nhớ là phần này đường gấp đôi ha, sau đó các bạn cắt như bình thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi may lộn hai phần dây áo, các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại. May xong các bạn sẽ lộn ra được hai phần dây áo như thế này. Bây giờ mình sẽ may phần dây áo này vào với lại phần thân áo. Các bạn may hai đường lên đây. May xong thì các bạn sẽ tiến hành may phần đáp cổ, đáp cổ thân trước. Đây, các bạn sẽ may theo đường như thế này. Phần cổ này nếu thân trước các bạn không muốn bổ phần trụ, các bạn may liền luôn thì phần đáp này các bạn cũng cắt bằng luôn với lại phần cổ nha. Tức là phần này nó sẽ nối liền với nhau, không phải là hai miếng rời như thế này. Còn nếu như mà mình may là có phần mỗi trụ thì các bạn sẽ cắt hai miếng rời. Bây giờ mình sẽ may theo đường như thế này. Sau khi may xong thì các bạn sẽ gọt bớt đi cái phần vải thường, cái phần góc vuông này để mình lộn ra cho nó được thêm nha. Và nếu như các bạn may vải không co giãn thì ngay những cái góc cong, cái phần nách này các bạn nên bấm sơ những cái đường. Các bạn dùng một cái kéo các bạn bấm khoảng 2-3 mũi ở đây cho cái phần nách của mình sau khi mình lộn ra được êm nha. Còn vải của mình co giãn được nên mình không cần làm bước này. Sau đó các bạn sẽ lộn ra. Và để cho cái phần lót được nằm êm phía trong thì mình sẽ lật ra và mình may mí lên phần lớp lót. Các bạn sẽ đẩy hết phần vải qua lớp lót và các bạn sẽ may mí ngay cái phần nách nè, mí ngay phần cổ. Đây, các bạn sẽ lật ra và may mí ở phía trong nha các bạn, may một đường như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành bổ trụ. Thì trước khi bổ trụ các bạn sẽ ủi một cái lớp keo. Mình đã ủi một cái lớp keo ngay cái phần mình sẽ mổ trụ ở đây ngay phần mặt trái. Sau đó các bạn sẽ bấm ngay cái phần góc cổ, góc nhọn này nha các bạn, góc chính giữa này để phần mổ trụ ra. Bạn bấm sơ một góc ở đây. Để mình phân biệt cái phần là mình sẽ đẩy cái phần này xuống. Hai phần đáp hai bên, mình đẩy xuống như thế này nó sẽ dư lên một đoạn ở đây. Sau đó mình sẽ đi mổ phần trụ này. Phần trụ này thì tương tự cách mổ trụ bình thường, các bạn cũng đi ép một cái phần keo ở phía trong. Sau đó các bạn sẽ gấp đôi phần trụ như thế này. Và phần cổ này thì các bạn sẽ may liền một phần đầu trụ lại với nhau. Tức là các bạn sẽ gấp đôi phần trụ lại. Các bạn gấp lại, các bạn may một đầu và các bạn lộn vải ra. Được hai phần trụ như thế này với phần đầu mình đã may lộn ra rồi nha các bạn. Phần này mình sẽ là ở phần phía trên. Sau đó các bạn sẽ kẽ phần khung của trụ. Phần trụ này là 3cm thì các bạn sẽ kẽ là một phần chính giữa này 3cm. Sau đó mình sẽ tiến hành may phần trụ này vào. Đây là hai phần trụ, các bạn cũng kẽ luôn cái phần khung trên cái phần trụ nha. Sau đó mình sẽ bắt đầu may. Đây nha các bạn, để ý hai phần trụ hai bên ha. Thì phần này nó sẽ may qua phía bên này và phần này sẽ may qua bên đây. Nhớ là may bắt đầu từ cái phần điểm này, từ phần mình đã may lộn phần cổ ở đây, các bạn may từ điểm này may xuống, may tới đây lại mũi ở đây, sau đó mình sẽ đưa phần trụ này vào trong. May xong hai phần trụ hai bên thì các bạn sẽ cắt đường chính giữa ra.
Khi gần tới điểm cuối cùng thì các bạn sẽ xẻ hình tam giác qua hai bên. Sau đó đẩy hai phần trụ vào trong. Được cái phần cổ sẽ trụ như thế này, các bạn nhớ đặt cho nó trùng với nhau. Xem hai bên nó đã thẳng hàng với nhau chưa. Nếu thẳng rồi thì các bạn sẽ lật xuống và các bạn sẽ may chặn cái đường lưỡi gà ở đây, may một đường ở đây. Sau khi may xong thì các bạn sẽ lật ra và các bạn sẽ may mí chung quanh để cố định phần trụ lại. Đây là phần trụ sau khi mình đã may xong. Đây, phần này mình sẽ có thể mở ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ đi may hai phần bên sườn. Áo này sẽ có hai phần bên sườn thì các bạn sẽ đi may lại nha. Các bạn chỉ cần để cho hai đường là trùng với nhau. May một đường ở đây tương tự hai bên. May xong các bạn sẽ được cái phần cổ như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành may phần dây với lại phần thân sau. Đây là phần thân sau thì các bạn sẽ quay phần mặt phải với phần thân sau vào đây. Phần mặt phải của dây áo sẽ trùng với lại phần mặt phải của thân sau. Các bạn may hai phần dây áo này vào đây. Sau đó các bạn sẽ may phần đáp cổ thân sau vào tương tự như là phần thân trước ha. Các bạn cũng may chung quanh theo đường này. May xong thì các bạn cũng lật ra và các bạn may mí trên cái phần lớp lót phần đáp cổ nha. Đây là phần cổ sau khi mình đã may xong, có cái phần dây như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may phần sườn. Các bạn sẽ quay hai phần mặt phải vào với nhau. Các bạn lật luôn cái phần miếng đáp cả thân trước và thân sau lên, các bạn may luôn nha. May nối phần sườn phía trên. Sau đó may nối phần sườn phía dưới. Các bạn sẽ may tương tự hai bên nha. Sau khi các bạn đã may phần sườn của phía trên và phần sườn phía dưới rồi thì chính giữa sẽ còn một cái khoảng này. Phần phía dưới này các bạn sẽ đi rút nhúng lại. Các bạn may chỉ thưa xong các bạn rút nhúng lại sao cho bằng với lại phần thân trên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may cái phần nhúng này với lại phần phía trên này. Các bạn lật ngược lại và các bạn may như bình thường thôi. Nhớ canh là sao cho cái đường sườn của mình nó sẽ trùng với lại đường sườn phía trên và phía dưới nó sẽ trùng với nhau. Và nhớ đánh dấu hai điểm hai bên cho nó cân đối đúng là cái phần điểm cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ may một đường ở đây. Nhớ là phần phía cuối thì các bạn sẽ vuốt đôi chuột, tức là các bạn sẽ may cho nó sát với phần đường mép này thôi. Còn phần phía giữa thì các bạn có thể may là khoảng 0.5 cm. Còn phần phía cuối thì các bạn chỉ may cho nó nhỏ lại thôi, khoảng 0.1-0.2 cm thôi. Các bạn may thẳng như thế này để nối phần thân trên với phần thân dưới. May xong thì các bạn sẽ được cái phần nhúng như thế này. Đây, phần bên này mình đã may nhúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi may nhúng phần bên này luôn nha. Và ngoài ra để cho cái phần đáp cổ được nằm êm thì các bạn sẽ lật ra. Lật ngay cái phần ngã tư này các bạn úp xuống. Sau đó các bạn sẽ may một đường chỉ ở đây. May ngay cái phần lọt khe chính giữa ngay hai cái đường nối này để cho cái phần chỉ của mình nó không bị lộ ra nha. Khi mình may như vậy thì phần đáp cổ của mình nó sẽ nằm êm phía trong. Và may xong thì cuối cùng thì các bạn sẽ đi may phần lai là mình sẽ hoàn thành chiếc áo này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may phần quần. Phần quần mình sẽ có phần túi xé thì các bạn sẽ đi may phần túi trước. Phần túi mình cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi nên là mình chỉ nói sơ qua thôi nha. Đầu tiên là các bạn sẽ may phần lót túi này vào. Các bạn sẽ đặt lên phần thân trước, ấp hai mặt phải vào với nhau. Các bạn may một đường ở đây. May xong các bạn sẽ dùng kéo bấm một cái góc ở đây. Sau đó các bạn sẽ lật phần này vào trong. Và nếu thích các bạn có thể may thêm một đường ở phía trên như thế này.
để cho hai lớp nó cố định lại với nhau. Và đây là phần miếng đáp túi, thì các bạn sẽ may hai phần túi vào với nhau. May đường này vào. Là mình sẽ được phần túi như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ đi may hai phần túi hai bên nhé. May xong phần túi quần thì các bạn sẽ đi may sườn của thân trước và thân sau vào với nhau. May nối phần sườn ngoài, sau đó tiếp tục may nối phần sườn trong. May tương tự hai bên ống quần nha. May xong phần sườn trong và sườn ngoài như thế này, hai ống quần. Ống quần bên này thì các bạn lộn phải ra nha. Sau đó thì các bạn sẽ đặt phần này vào trong. Chỉnh cho hai phần đáy quần là trùng với nhau, sau đó các bạn sẽ đi may nối phần đáy quần. May xong phần đáy thì các bạn lộn phải ra. Được phần quần như thế này, bây giờ mình sẽ đi may phần lưng vào. Đây là phần lưng rời, nên là các bạn sẽ đi may nối phần lưng trước. May một đường ở đây. Nối xong phần lưng nữa thì các bạn sẽ đi may phần lưng này với lại phần quần. Bạn nào kỹ thì các bạn có thể đánh dấu trên cái phần lưng với lại phần quần. Bạn nào kỹ thì có thể đánh dấu. Bạn nào may chưa quen thì có thể là mình đánh dấu cái phần lưng, chia phần lưng thành 4 phần bằng nhau. Mình may cho nó bằng đúng với lại phần quần nha. Bạn nào may quen thì mình cứ để là mình may thôi. Đưa cái phần lưng này vào đây và các bạn sẽ đi may nối chung quanh cái phần lưng quần này. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị một đoạn dây thun. Đoạn dây thun này sẽ bằng số đo vòng bụng. Chiều dài của phần thun này sẽ bằng số đo vòng bụng nhân cho 0.85. Sau đó các bạn sẽ đi may nối phần thun này lại với nhau. Và sau đó mình sẽ đi may vào phần quần này. Cách may thun quần thì mình cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi, nên là mình sẽ không hướng dẫn lại nha. Đây, mình sẽ đi may phần thun này với lại phần quần. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách cắt may bộ mặt nhà mẫu 2 dây quần đùi. Có phần nhúng eo rất là dễ thương. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.